Giờ sao nè? Chị nói với em nha, bà xã ơi, sao giờ này anh mới về? Thì anh đi cài đó bà xã. Anh đi cài có mệt không anh? Thì chỉ hơi mệt chút xíu. Đúng rồi, sao mà mệt được đúng không? Trời khổ quá, đừng nói nghi ngờ anh gì nữa, nghe sợ lắm mẹ. Tôi thì tôi có dám nghi ngờ gì mấy người đâu. Ngồi xuống đây, nghe tôi hỏi chuyện nè. Hỏi cái gì? Anh lái chiếc xe mai cài, anh đi cài đất ruộng nhà ai? Anh lái chiếc xe mai cài, anh đi cài trên đất nhà dì Hai. Nhà dì Hai có cô con gái, má đỏ môi hồng, cô ấy đẹp chưa chồng, chắc anh cài không không? Phải bà xã, không? Bà xã, trời ơi, không có đâu, đừng nghe quân nào ăn mắm. Tôi nói có sắt là mắt có chấn. Ai vậy? Cái con Mai nó nói cho tôi nghe hết rồi. Trời ơi, con quỷ khốn nạn. Bữa qua anh vừa chắc tôi đem kem, nó nói với em gì vậy? Thì nó nói là anh Sáu kế bên anh nhờ, anh đi bừa cứ ruộng đằng sau. Ôi, anh Sáu bảo anh từ từ, năm ba ngày nó cũng chẳng làm sao. Còn bà Tư sống trên kia rơi đất, xuống giống hoa màu đã bao nhiêu ngày, anh tính mà làm sao? Hôm qua anh mời chị gặp bà rồi, bà nói từ từ cũng được. Anh tính làm sao cho bà con khỏi có buồn phiền, hay anh đã nghĩ nhan sắc con chị Hai nên định cài tới cài lui, cài xuôi cài ngược hả? Rồi để đó anh lo, cái chuyện nhỏ em đừng có la to, cái miệng la ông ống bà con họ chê cười. Ai cười thì kề mặt ai, chứ ớt nào mà ớt chẳng cay, là thân con gái hỏi ai không ghen chồng hả? Bà ơi, anh đi ra ngoài đường anh ôm người ta sờ nẻo biểu ai làm vợ nhà mà không tức cho bằng được hả? Anh chỉ chở con bé Ngọc đi làm mối cho ai? Cho anh á, lộn lộn cho ai hả? Cho anh tài. Phải không đó? Tài. Anh Sáu kế bên anh nhờ, anh đi bừa cứ ruộng đằng sau. Anh Sáu bảo anh từ từ, năm ba ngày giúp ảnh cũng chẳng sao. Còn bà Tư sống trên kia rơi đất, xuống giống hoa màu đã bao nhiêu ngày, anh tính mà làm sao? Anh tính rồi, hôm qua anh gặp bà anh thương lượng rồi, khắc nợ. Anh tính làm sao cho bà con khỏi có buồn phiền, hay anh đã hiện nhan sắc con gì hay, con Ngọc nó đẹp nên định cài tới cài lui, cài xuôi cài ngược. Để đó anh lo, cái chuyện nhỏ em đừng có xé to, ghen bóng ghen gió cháu hiểu nó chê cười. Ai cười thì kề mặt ai, chứ ớt nào mà ớt chẳng cay, là thân con gái hỏi ai không ghen chồng hả? Ghen gì như điên vậy? Ớt nào mà ớt chẳng cay, làm thân con gái hỏi ai không ghen chồng? Bà con nói không sai, bây giờ tôi giận dữ như con cọp á. Anh nói cái gì? Không, anh nói vợ anh đẹp như thiên thần vậy đó. Biết à.